Mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lại đến vườn của chị Phương ở tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cùng chia sẻ cho mấy anh em mình xem cái vườn của chị Phương và giao lưu với nhà vườn chị Phương ha. Thì trước mắt em là một cái lô mai gốc bứng ha. Lô gốc mai bứng ghép dảo Thủ Đức với dảo Phú Tân ha. Đây, cái lô mai này thì cái tán rất là đẹp nha cả nhà, tán rất là đẹp. Gốc gốc hình nằm không nha cả nhà, gốc thì nó tầm dao động khoảng từ từ 25 tới 35 hoành, nhưng mà cái hoành trung bình của nó là khoảng 30 là thường ha, khoảng 30 hoành thì nó tùy từng gốc vậy đó cả nhà. Nhưng mà khoảng chừng một vài gốc hai mấy hoành thôi, nhưng mà đa phần là 30 hoành ăn lên ha. Thì cái lô mai này ghép được khoảng 4 mùa nha cả nhà, ba mùa mấy 4 mùa ha, thì đa phần gốc nằm thế không à. Cái tán của nó thì rộng khoảng 1 mét ha, cao khoảng 1 mét nha cả nhà, rất là đặc, rất là dày nè cả nhà xem, không có vô cọng dây nào sửa ha. Tại vì lúc nhỏ ra thì đã có chỉnh rồi, với mình bấm vượt cấp á, bấm vượt cấp nên ra cái tàn nó rất là dày, rất là mịn ha. Nên những cái cây như thế này á, khi mà lãi cái lá ra thì cái nụ nó rất là nhiều, cái dàn xương nó rất là cứng ha. Bấm vượt cấp không là không có vô dây sửa nha cả nhà, tại vì cái tàn nó đều rồi, chúng ta không cần sửa. Lúc này thì bắt đầu chúng ta nó ngưng ngưng cho đi đọt này, đầu làm nụ làm bông tết ha. Đây, cái tán rất là rộng nè, khủng không, cao thì trung bình khoảng từ trung bình nó là rộng 1 mét, cao 1 mét ha, thì nó chỉ có hơn chứ không dưới ha cả nhà. Nhầm cây thì rộng 1m2, cao 1m2 như vậy, nhưng mà 1 mét đổ lên chứ không có trở xuống. Đây, góc nằm hình không nè, cốt cành nó thì từ tay cái tới chân cái ha, ghép được khoảng 3 năm rưỡi 4 năm gì đó. Gốc thì tầm 30 thì nhiều nè. Nói chung cái vườn chị Phương thì nuôi cây mai rất là đạt nè, có nhiều anh em cũng mua tại vườn chị Phương thì cũng biết ha, nuôi cây mai rất là đạt. Cây gốc nhớt thì làm cái đế rất là đẹp, còn những cây mai gốc bứng này thì từ cái tàn tới cái chi dâm đồ thì nó rất là đạt luôn. Gốc thế nằm không hay cả nhà, thì anh em nào có mua ủng hộ vườn chị Phương thì liên hệ trực tiếp chỗ chị Phương ha. Có em sẽ để cái số điện thoại rồi số Zalo á, số Zalo bên dưới cho cả nhà mình xem, cả nhà mình xem mua liên hệ trực tiếp chỗ chị Phương ha. Thì cái lô này á, chỗ chị Phương bán cái giá là 3,6 triệu một cây, bao phí ship nha cả nhà. Tại vì một cây như thế này á, vừa tiền thùng vừa tiền ship nó tầm cũng khoảng 800 ngàn, là cái giá đó là giá thấp nhất ha, khoảng 800 ngàn tiền thùng với tiền tiền ship á. Cái tán rất là rộng nè, đế khá mà hoành từ 30 đổ lên ha, 3 triệu 6 một cây. Thì nếu như mà anh em nào có mua để về mua để mà chúng ta bán Tết á, thì liên hệ trực tiếp chỗ chị Phương. Thì cái chỗ đó thì nếu như mà bình thường á, tiền thùng tiền ship á thì bao nhiêu á, thì cái chỗ chị Phương trừ lại ha, cho cả nhà mình lấy được cái giá hợp lệ nhất tại vườn ha, để về chúng ta bán Tết. Cái này thì nếu như mà trừ ra thì cái cây cũng còn tầm khoảng 2 triệu 9 đổ lại thôi. Thì mấy anh em nào có mua mà tại vườn á thì được cái giá rất là nới nha. Tại cái này cái tạng nó rộng quá, tiền ship nó rất là cao nha cả nhà. Tán rộng mà kính mít mà gốc rất là to nha, gốc to mà nằm thế không nè, nhà thấy không. Về tới đây ví dụ anh em bỏ ra 2 triệu 9 hoặc là 3 triệu mua cái cây này đấy bán Tết thì đi bán Tết rất là cũng hợp lệ nha cả nhà. Thì em đi cũng nhiều mà cái chặng mà mai lỡ như thế này thì rất là ít nha cả nhà. Mai mà tầm
tầm trung như thế này nè, rất là ít. Rồi được thêm bộ tàng như thế này nữa thì càng hiếm ha. Bộ tàng này rất là đặc nè, thì ưu tiên cho mấy anh em nào về tận vườn mua ha. Còn mua một vài cây về chân Tết chơi thì 3,6 triệu một cây, bên em bao phí ship. Cái tàng nó rất là lớn nha cả nhà. Tàng này cái sân chúng ta để một cặp ở trước rất là đẹp. Đây là cây mai dảo Phú Tân ha. Dảo Phú Tân nè. Rất đẹp chưa? 3,6 triệu một cây bao ship thì còn gì nữa không chơi cả nhà. Tàng rất là mạnh, không có một cọng dây luôn nha, chỉ có một cái cọng dây nhôm là dựng cái đọt thôi nha. Còn không có sữa luôn. Tại vì nó già mùa rồi. Đây có cây mai này, mai dảo này dảo lai quá, cái bông rất là to nè. Em cũng cái này giống này hơi lạ nên em không biết ha, cái màu lá lạ. Có một vài cây nhưng mà cái cây này thì em thấy thì cái cây nó phát triển rất là mạnh nè, rất là đẹp nè. Thì tàng nó cao khoảng 1 mét, rộng 1 mét ha. Có những cái cây thì chỗ chị Phương gút cái tàng cho gọn cho nó hợp với cây, hợp với cây bonsai thì cái tàng hơi gọn hơn xíu thôi nha, chứ chứ không có nhỏ hơn nhiều đâu. Những cây tàng lớn hơn 1 mét thì nhiều. Thì anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp chỗ chị Phương, thì chị Phương sẽ quay trực tiếp cho cả nhà mình xem, rồi đo hoành cụ thể luôn ha. Như cây này hoành khoảng 32 thân nè, cũ nó khoảng 35 nè. Giá 3,6 triệu một cây bao ship thì hữu nghị rồi. Thì em thấy là như vậy. Mấy cái mấy anh em thì thấy sao? Nhưng mà giờ chỗ em đi quay nhiều quá thì thấy cái giá này rất là hợp lệ đó. Nè, anh em coi cái tàng nè. Cái tàng này bây giờ bỏ cái viên đạn cu ly xuống viên bi xuống là chắc không xuống tới gốc, nằm dướng đâu giữa. Rất là kín nha cả nhà. Gốc ghép khoảng gần 4 mùa mà tàng kính mít luôn. 3,6 triệu một cây bao ship. Đấy anh em thấy không? Cô bác anh chị nào có mua được ủng hộ vườn chị Phương thì liên hệ trực tiếp chỗ chị Phương ha. Liên hệ trực tiếp rồi chỗ chị Phương sẽ quay. Sẽ quay Zalo trực tiếp rồi đo số hoành ha, rồi giá cả thương lượng ha. Nhưng mà cái giá 3,6 triệu là giá chuẩn nha nha cả nhà, không có bớt. Tại vì bao ship nữa thì mỗi một cây chạy ra khoảng 800 ngàn à. Thì mấy anh em nào có mua bán cây trên mạng thì biết ha. Cái tàng nó rộng hơn 1 mét, cao 1 mét. Nhưng mà mình chưa tính cái bầu nữa. Tính cái bầu nữa thì nó khoảng cao khoảng 1 mét, cao khoảng 1 mét 4. Cao khoảng 1 mét 4 mà rộng 1 mét ha. Rồi cân nặng nữa thì cả nhà sẽ đoán ra là biết là nó sẽ bao nhiêu tiền phí ship rồi ha. Tàng rất là to nè. Tại em thấy một cái tàng gì phải hơn, phải 2 người ôm không giáp ha. Giá 3,6 triệu bao ship thì hợp lệ quá. Góc hình nằm không nha cả nhà, nằm không à. Cái tàng kính mít nè, không có quay dưới quay lên không có thấy gì đâu, xương cứng ngắc luôn. Cái số lượng rất là nhiều nha cả nhà, số lượng nhiều lắm. Cả nhà mình có cần mua về để bắn Tết hoặc là chơi Tết thì có điều kiện về trực tiếp tại vườn thì mình lựa cho nó xứng đáng. Đây có cây dảo Phú Tân nè. Wow, cái cũ. Đã chưa? 3,6 triệu nha cả nhà. Không biết có quay lộn cây này không đây nữa. Để quay mà bà bảo cây này mà không bán cây bị mấy anh em cự nữa. Cực kỳ chứ mấy anh em. Quay xong hồi vô hỏi chủ rồi cái cây này có bán không nha. Cực kỳ đẹp nè. Rồi cô bác nè, anh chị nào nhanh tay lên mua cây này đi, đẹp quá nè. Có 3,6 triệu, cái tàng quá rồi cái tàng. Giờ mấy cô bác anh chị đi vô vườn mà mua được cây giá như thế này khó có lắm nha mấy anh em.
gì bây giờ nuôi được cái cây tầm tung này mới tàn gì ít lắm, tại cái số lượng của nhà vườn mình quá nhiều đi, bán bớt ha, quá nhiều. À, cây gốc ghép rồi gốc nhất lớn rồi gốc nhất nhỏ nó tầm tầm cũng khoảng gần cả chục ngàn cây nha cả nhà. Nên quá nhiều, bán bớt cho mấy anh em mình có về chơi Tết được chơi ha. Nhiều quá, đi bán Tết đâu có hết. Ôi ôi, 3.6 triệu cái cũ này thì còn cái gì nữa cả nhà. Gốc khoảng 22-23 hoành, khoảng 23 hoành ha. Cái cũ này tầm khoảng hơn 40 nè, cực kỳ nha cả nhà. Còn gì nữa mà không nhanh tay lẹ chân bấm mua cây này một cái. Em đi quay quay cái vườn này thấy rất là ưng ý nha cả nhà. Biết mấy anh em thấy sao nhưng mà em thấy rất là ưng ý nè. Hàng túi như thế này thì không có chê vào đâu được ha. Chỉ còn cái giá nữa thì chờ thương lượng với nhà vườn thôi. Cái cây rất là to nhưng mà bên nhà vườn nuôi cái chậu rất là nhỏ nha cả nhà. Sau này chúng ta ép vô chậu đẹp á, chúng ta chơi thì nó không bị mất sức cái cây. Với lại bên nhà vườn đây người ta nuôi thì ta chăm rất là kỹ nên mình mới nuôi được ha. Còn mấy anh chị em nào đem về chơi xong thì đem ra đất trồng thì nó ok hơn. Chuyên thì mình nuôi chậu nhỏ được, còn không chuyên thì nuôi chậu nhỏ nhiều khi mình bỏ quên, mình đi làm á, bỏ quên nhà nó bị khô ha, bị sâu khô nước, khô nước nó cây nó sẽ không phát triển ha. Gốc đẹp không à cả nhà ơi, cũng có gốc này gốc khác ha, chứ không phải gốc nào cũng cái gốc cũng đẹp hết, nhưng mà cái tàn thì nó đều 100% nha. Gốc thì có gốc này gốc nọ thì bù qua chế lợi, nhiều khi cái gốc đẹp nhưng mà cái tàn thì nó hơi thiếu một chút, hoặc là cái gốc xấu mà cái tàn nó đẹp, nhưng mà gốc đa phần là coi khá không chứ không xấu cả nhà. Khá gốc không là tại vì cái cây mình nó liền cốt và nhìn vô nó dễ nhìn lắm. Với lại những cây mà nó cái cốt cành nó lớn á, cốt cành nó lớn khi chúng ta lãi lá ra thì nhìn nó cân cái cây á, nên cái cây mình nhìn nó đẹp lắm, nó lực lắm. Với lại cái bông mình nó đậm màu, vì cây mai mà ghép được chừng 3 năm đổ lên đó thì cái bông nó rất là đẹp ha, nhất là cây dạo Thủ Đức ghép được 3 năm đổ lên đó thì cái màu nó sẽ chuyển sang màu vàng hơi nghệ nghệ ha, màu rất là đậm. Còn những cây mà mai non chúng ta mới ghép ra thì cái màu nó hơi nhạt. Thì anh chị em nào có chơi lâu năm thì biết ha, rất là nhiều bạc ngàn luôn. Đây thì em cũng xin nhắc lại là cái lô này thì chỗ nhà vườn mình giao lưu với giá là 3.6 triệu bao ship ha, bao ship toàn quốc. Thì tiền phí ship với tiền thùng đóng nữa thì ra cái cây nhà vườn mình cũng còn không còn nhiêu đâu. Mấy anh em mình mua được ủng hộ giùm mấy anh em nhà vườn mình ha. Nuôi được một cây ra như thế này thì biết là bao công sức. Gốc này rất là hay nè cả nhà, rất là đẹp, lạ nè. Mua gốc này về chơi là hết ý nè. Cốt cành liền lạc hết trơn, cây này liền đậu trơn nha anh em. Anh em nào có mua cây này cũng rất là đẹp nè. Thì trong quá trình em quay đó, cả nhà có coi ưng cây nào thì chụp màn hình lại thì gửi Zalo cho chỗ chị Phương ha, hoặc là nhờ chị Phương đi quay một vòng cho chúng ta xem. Vì chị Phương cũng rành bên mạng á, bên Zalo Facebook rồi đó. Nhiều khi em quay một số nhà vườn thì không rành về mạng nên anh em mình khó có kết nối với nhau được ha. Thì em ở đây là chỉ là để đi quay để kết nối cho mấy anh em mình với nhà vườn thôi, chứ em không có tham gia mua bán ha. Chủ yếu là chỗ anh em quay giúp cho nhà vườn chị Phương bán bớt
tại vì nhiều quá. Đi bán chợ Tết không xiết thì cũng như mấy anh em mình biết thì năm nay tình hình thứ nhất là kinh tế hơi khó khăn, thứ hai là dịch bệnh đó. Rồi lũ lụt miền Trung mình đó giờ nên điều kiện này nọ nó cũng hơi khó khăn. Nên đi bán Tết thì nhiều quá làm không xiết.